Chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Yobo. Và trong series là làm thế nào để mẹ sau sinh có thể có một sức khỏe tốt và có nhiều sữa, thì hôm nay Yobo và Anna đã mời đến đây một chuyên gia. Chị là một bà mẹ có 3 em bé và hiện đang mang thai bé thứ 4, với những cái hình ảnh vô cùng nhiều sữa. Sữa là tràn trề và thậm chí là còn dư thừa so với cả cái nhu cầu sử dụng của bé. Cho nên là Phương thường xuyên phải tích trữ. Xin được giới thiệu, đây là chị Thu Phương. Xin chào chị Anna. Xin chào Phương. Và Thu Phương nuôi con rất là nhàn. Phương hiện tại đang là một huấn luyện viên trong chương trình phát triển bản thân khá nổi tiếng của châu Á. Có lẽ vì thế mà cái quá trình nuôi con của bạn nhẹ nhàng và đơn giản hơn so với các cái phụ huynh khác. Bởi vậy cho nên là bé thứ tư ra đời này, Phương cũng có một cái tâm lý rất là bình thường, đúng không ạ? Không những thế, hiện tại Phương đang vận hành một doanh nghiệp và doanh nghiệp chuyên cung cấp tất cả những cái sản phẩm về sữa và những sản phẩm khác cho bà mẹ và trẻ em. Trong suốt những cái năm tháng mà làm việc như vậy thì Phương đã ấp ủ và cho ra đời một cái sản phẩm mà bản thân Anna cảm thấy là vô cùng ý nghĩa mà cần phải giới thiệu cho các mẹ. Đó là sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng từ tất cả những cái loại hạt mà tốt nhất mà chúng ta có thể có được, mà phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam. Sản phẩm có tên gọi là sản phẩm gieo hạt. Và đây cũng chính là cái cách mà mẹ có thể uống sữa rồi mẹ tiết sữa ra để cho con sử dụng. Và như vậy thì một cách gián tiếp, con không cần phải uống cái trực tiếp từ những cái nguồn sữa khác, mà con có thể được sử dụng cái sữa mẹ toàn bộ. Thì có rất là nhiều những cái được gọi là những cái độc giả của Yobo, những bạn mà thường xuyên theo dõi kênh của Yobo thì có gửi cái thông tin. Bạn có nói rằng là bạn rất là quan tâm đến cái việc là làm thế nào để mẹ đủ sữa sau sinh. Mà Anna biết rằng là 1 đến 2 tuần sau khi sinh con, nếu mà mình sự biết đúng cái nguyên tắc và kỹ thuật thì sữa của mẹ sẽ rất dồi dào sau đó. Đôi khi mình làm sai mất cái 2 tuần đầu đó, và sau này mình rất là chăm về ăn uống, rất là chăm về nghỉ ngơi, nhưng mà mình vẫn không có được đủ cái lượng sữa. Cho nên hôm nay may mắn mời được Thu Phương thì rất là mong Thu Phương sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà mình có thể có nhiều sữa ngay từ khi mà bé mới lọt lọc. Cảm ơn chị Anna đã ưu ái. Thì như các mẹ cũng đã biết, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhưng làm thế nào để mẹ có thể là cho con bú ngay tại cái thời điểm mới lọt lòng? Đây là những cái thách thức mà nhiều mẹ quan tâm rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Phương xin chia sẻ những cái cách thức để mẹ có thể hiểu rõ hơn và có thể tự tin mà nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Thì đầu tiên thì mẹ cần nắm được là sữa của mình có từ khi nào. Thì sữa mẹ sẽ có từ tuần thứ 20 của thai kỳ, có nghĩa là ở quý 2, hay còn gọi là sữa non. Thì đặc điểm của cái loại sữa này thì nó rất là giàu dinh dưỡng và giàu kháng thể. Và cái lượng sữa này nó đã có sẵn trong ngực của người mẹ rồi. Thì cái lượng sữa này cho dù là sau này bé có sinh non hay là sinh thường hay là sinh mổ, miễn mẹ cho con bú ngay tại cái thời điểm đầu tiên và bú trực tiếp mẹ thì bé có thể là thừa hưởng hết trọn vẹn cái nguồn sữa non như thế này. Và nhiều lợi ích của cái nguồn sữa non thì có lẽ là rất là nhiều mẹ đã biết. Và cái điều thứ hai mẹ cần làm là da kề da với con càng sớm càng tốt, ngay tại cái thời điểm mới lọt lòng, và cho bé là bú mẹ trong vòng 1 giờ đồng hồ sau sinh. Cái điều da kề da với con để mà giúp có thể là giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn và đánh thức được cái bản năng tự tìm ti mẹ của con của mình. Và cái việc này sẽ giúp cho con là hỗ trợ cái việc mà con sẽ ngậm được cái khớp ngậm đúng. Thì khi mà con ngậm được cái khớp ngậm đúng như thế thì sẽ kích thích được cái quá trình tạo sữa sẽ nhanh hơn. Và kích thích được cái hormone phun sữa và con sẽ nhận đúng cái lượng sữa của con cặp. Và nhiều cái lợi ích của việc da kề da nữa thì cái này mình sẽ chia sẻ ở video sau. Và khi mà mẹ nắm được cái nguyên lý da kề da càng sớm càng tốt như thế thì cái việc tiếp theo là mẹ cần hiểu được cái dung tích dạ dày của con của mình. Đúng rồi, đây là một việc rất là quan trọng, đúng không? Tránh lo lắng. Và ngay hai cái ngày đầu tiên sau sinh thì dung tích dạ dày của con chỉ chứa được 5 đến 7 ml sữa. Thì trung bình
là nó như là một cái thìa cà phê, thì lượng sữa này nó rất là ít và nó có sẵn trong ngực của mẹ, và đôi khi mẹ có thể là không có cảm nhận được cái lượng sữa này. Và cái lượng sữa 5-7ml này thì con sẽ tiêu hóa trong vòng 1 giờ đầu tiên sau khi con ti. Và việc của mẹ là cho con bú là cứ trung bình là 1 giờ đồng hồ cho con bú một lần. Và tối thiểu là từ 10 đến 12 lần trên một ngày trong 2 ngày đầu tiên. Và mình cứ làm liên tục tích cực như thế thì sẽ tăng được cái lượng sữa trong ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Thì lúc này lượng sữa cũng sẽ tăng lên khoảng 22-27ml. Bởi vì dạ dày của con lúc này chỉ chứa được 22-27ml. Thì nó hoàn toàn phù hợp với cái lượng sữa có trong ngực của mẹ. Và đến ngày thứ 4, mẹ cứ yên tâm là sữa từ giai đoạn sữa non sẽ chuyển sang sữa già. Thì lúc này là lượng sữa của mẹ đã tăng lên rất là nhiều rồi. Và lúc này cái dung tích dạ dày của con sẽ là từ 45-60ml sữa. Trung bình là trong những cái ngày sau đó là mẹ trung bình là cho con bú 2 tiếng một lần. Và tích cực thường xuyên và cho bé bú nhiều về ban đêm để mà hỗ trợ được cái việc tạo sữa ban đêm nhiều hơn. Vậy là trong khi mà cho bé bú vào ban đêm thì nó sẽ kích thích để cho mẹ tiết nhiều sữa hơn so với ban ngày, đúng không ạ? Vậy mà bản chất là vì ban đêm là cái hormone tạo sữa ban đêm nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Khi mà mẹ cho bú về nhiều ban đêm thì lượng sữa sẽ tăng lên rất là nhanh. Thì ví dụ như có một số mẹ có câu hỏi là bởi vì là về mặt dinh dưỡng của chị á, thì nếu mà mẹ có một cái giấc ngủ liền từ 10 hoặc 11 giờ tối cho đến 3 giờ sáng thì sẽ rất tốt cho cái gọi là gì nhỉ, sức khỏe của mẹ. Thế có nghĩa là nếu trong trường hợp á, mà trong những tháng đầu thì có thể là mẹ một tháng đầu thì mẹ cho con bú liền như vậy, nhưng mà khi mà ra đến tháng thứ 2, tháng thứ 3 thì mình cũng bắt đầu tập cho bé là ngủ vào ban đêm rồi, đúng không ạ? Thì lúc đó thì mẹ có thể là cho bé ngưng bú khoảng tầm 5 tiếng không? Hay là mẹ cần phải hút sữa ra để mà một người khác sẽ hỗ trợ mẹ cho mẹ bú, cho bé bú vào trong cái cữ đấy? Nếu sức khỏe của mẹ cho phép thì mẹ có thể cho bú trực tiếp. Còn nếu sức khỏe của mẹ cần cái sự hỗ trợ của người ngoài thì mình cũng có thể làm như thế được. Rất là cảm ơn Phương. Mình cũng xin chia sẻ một chút xíu, một cái điều cần lưu ý chút xíu là trong cái quá trình mà làm cửa hàng sữa, mình gặp rất là nhiều trường hợp những bà mẹ mà khi mà có bầu từ 8 đến 9 tháng thì họ ra mua ngay một cái lon sữa công thức, và theo lời khuyên của bác sĩ là đã chuẩn bị cho con là bú sữa bột ngay tại cái thời điểm mà đầu tiên vừa mới lọt lòng, là có nghĩa là đã pha một bình sữa công thức là 30ml. Trong khi đó rất là ngược lại là cái dung tích dạ dày của con nó chỉ là 5-7ml, là có nghĩa là nó đã rất là gấp rất là nhiều lần so với dung tích dạ dày của con. Và nếu cho con uống ngay trong cái ngày đầu tiên như thế thì nó sẽ làm cho dạ dày của con quá tải. Và làm như thế cũng là rất là nguy hiểm cho con, bởi vì trong cái ngày đầu tiên sau sinh, con chỉ tiêu hóa được cái lượng thức ăn duy nhất đó chính là sữa mẹ. Ngoài những cái thức ăn khác thì bởi vì lúc đó là ruột của con chưa có hoàn thiện. Và khi mà mình cho một cái thức ăn nào khác ngoài sữa mẹ thì con chưa có tiêu hóa được cái thức ăn đó, bởi vì chưa có được cái enzyme để mà tiêu hóa cái thức ăn đó. Rất là nguy hiểm cho bé và sẽ tổn thương cái thành ruột của con và tổn thương cái hệ tiêu hóa của con. Đấy cũng là một cái điều mà các mẹ cần phải chú ý. Thực ra thì bây giờ mình cũng thấy rằng là cái việc mà nhiều người hay đùa một câu rằng là loài người là động vật duy nhất mà cho con bú sữa của một loài khác. Thì thực ra thì khi cũng giống như các cái loài động vật khác, nếu mà xét về mặt sinh học thì chúng ta cũng là một gọi là loài động vật nhưng mà phát triển cao hơn mà thôi. Thì em bé thì cần phải ăn sữa của mẹ của em bé. Sau khi mà em bé đã có thể ăn được thức ăn rồi thì em bé có thể là ngưng ăn sữa. Chứ không cần là có các mẹ là sau khi đã ngưng cho con bú rồi thì lại tiếp tục cho con ăn sữa công thức đến khi mà con lớn hơn, bởi vì nó có nhiều dưỡng chất. Thực ra thì đây cũng là một cái sự lựa chọn thôi.
Khi mà trong thời gian mà chị cho nuôi bé 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 Giao Hy á, thì thời gian đầu sau khi cho bé ăn sữa mẹ xong thì chị cũng vẫn phải cho bé ăn thêm sữa công thức. Và trong cái thời gian mà bé lười ăn thì do là lúc đấy mình công tác rất là bận rộn, mình đã cho bé ăn sữa công thức bởi vì bé lười ăn những cái thực phẩm như là cơm, cháo, bún, miến, phở lắm. Và khi mà như vậy thì lớn lên á, làm đến tầm khoảng 5 tuổi chị vẫn tiếp tục cho bé uống sữa. Sau này thì mình rất là ân hận về cái giai đoạn đó. Và gần đây thì mình đã dành nhiều thời gian cho con hơn, cắt bớt những cái công việc khác và làm sữa hạt cho con này, rồi cho con ăn nhiều các loại rau củ quả khác nhau để mà thay thế cho cái dinh dưỡng mà mình nghĩ là ở trong sữa nó có. Thì thực ra tất cả các bạn đều có thể chọn cách nào cũng được, nó là tùy vào quan điểm của mình, không có một cái gì đúng và không có một cái gì sai cả. Ở đây là nếu như bạn ở trong trường hợp mà bạn muốn chọn cái cách là nuôi con bằng sữa mẹ, thì Thu Phương đã hướng dẫn bạn cái cách mà để cho ngay từ cái ngày đầu tiên bạn đã có thể có đủ sữa cho con em bé ăn sữa rồi. Và cứ như vậy tuần tự bạn có thể dùng thêm, sau khi em bé lớn hơn mình có thể dùng thêm cái thiết bị mà hút sữa để mà hút được đúng những cái cữ sữa mà ví dụ như bé đang ngủ bé không thèm bú đúng không, mình cũng liên tục phải hút ra để cho nó duy trì được cái phản ứng kích thích để mà cái lượng sữa của mình nó được duy trì, Phương nhỉ. Và như vậy thì Thu Phương đã chia sẻ với các bạn những cái tip rất là quan trọng trong cái giai đoạn là bản lề để có thể có đủ sữa cho con bú, để cho sữa có thể về ào ạt, đó chính là vài ngày sau sinh. Còn sau đó nếu mà bạn quan tâm đến dinh dưỡng như thế nào để cho có nhiều sữa, mẹ cần phải ăn kiêng hay là cần phải bổ sung tất cả những cái loại thực phẩm như thế nào thì Anna đã có chia sẻ trong rất là nhiều những video clip khác. Xin cảm ơn Thu Phương đã đến với kênh YouTube của Yobo và đã chia sẻ những kinh nghiệm rất là quý báu của mình. Đây là những cái chia sẻ của một người mà vừa kinh doanh trong lĩnh vực sữa và vừa thực hiện cái phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ ba bé và chuẩn bị đến một bé thứ tư. Rất là mong rằng là các bạn cũng có một nguồn sữa thật là dồi dào, và chúc cho hai mẹ con thật là khỏe mạnh, em bé thật là thông minh, nhanh nhẹn và đáng yêu. Xin cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích video clip này, xin hãy giúp cho Anna like và share thông tin này đến nhiều mẹ hơn nữa. Xin hãy đăng ký kênh YouTube của Yobo để thường xuyên có thể gặp được những chuyên gia như Thu Phương. Và Yobo cũng sẽ có thêm động lực để mà nhanh chóng ra những video clip tiếp theo. Nếu bạn có câu hỏi nào dành cho Thu Phương và Anna, xin hãy comment vào video bên dưới đây. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.